Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream kể chuyện ma của Chu Hoài Bảo. Câu chuyện đầu tiên mà Bảo muốn kể cho các bạn nghe là của một bé trai. Bé này thì ở Huế, bé này xin phép được giấu tên. Câu chuyện này là kể về người giúp việc của em. Mẹ của cái bạn này có kể lại là lúc mà mới sanh bạn này ra thì ba mẹ của bạn này rất là bận. Kiểu mà mẹ của bạn này là còn phải lo cho chị của bạn này nè, hai người chị của bạn này, với lại lo cho gia đình rồi công việc này kia trong nhà rất là nhiều. Còn ba của cái bạn mà gửi câu chuyện này cho Bảo thì phải ra để làm việc đồng áng. Có nghĩa là cái chỗ làm của ba của cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo nó cũng gần nhà thôi, chỉ cần đi khoảng 9 tới 10 phút là có thể tới được nơi làm rồi. Nhưng mà thường ba của bạn kiểu mà làm sàn gạo này kia thì sẽ mất từ sáng cho tới chiều, cho nên là không có thời gian ở nhà để gọi là giống như là phụ với lại vợ con, cho nên mới phải gọi là thuê người giúp việc, thuê vú em. Nói là vú em như vậy thôi nhưng thiệt chất là cái người giúp việc đó rất là nhỏ. Người giúp việc đó thì khoảng chừng 10 tuổi, 10 hay 12 tuổi gì đó. Thì mình xin phép được đặt tên đi ha, người giúp việc tên là bé Thúy Hà đi. Cái cô bé Thúy Hà này nè là cổ 12 tuổi. Cổ còn ham chơi lắm. Nói chung là giúp việc chỉ để gọi là kiếm thêm tiền cho gia đình thôi, tại vì nhà của bé Thúy Hà này nó cũng rất là khổ. Thì cái ngày hôm đó mẹ của cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo nè, là lúc đó bạn này còn nhỏ xíu, bạn này còn bồng trên tay á, thì mẹ của bạn làm cơm để gọi là đưa ra cái chỗ, đi ra cái chỗ kiểu mà làm cơm để đi ra đưa cho ba của bạn này. Cái con bé Thúy Hà này á, nó mới dành làm. Mà cái việc của nó chỉ cần làm ở đây á, chính là chăm em thôi. Mà nó kêu là thôi cho con đi đi. Các bạn hiểu không? Kiểu như là con bé Thúy Hà nó muốn đi chơi á, nó không muốn làm mà nó muốn đi chơi. Cho nên nó lấy cái cớ là để con đi đưa cơm cho cậu để cho nó đi chơi. Mẹ của cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo mới kêu là thôi để cô đi cho, mẹ ở nhà mà trông em đi. Mà con bé nhất quyết không chịu. Cái con bé Thúy Hà nhất quyết không chịu nha mọi người. Nó quyết là thôi cô để con đưa cho, con đi con đưa cho chú nó lẹ, con chạy nhanh. Cái xong rồi cô cũng nói thôi vậy mày đi đi mày nhớ về sớm nha, mày không có được đi chơi đó. Mày còn phải về nhà trông em, tao bỏ tiền ra để mày trông em chứ không phải là mày làm ba cái việc này đâu. Thì cái con bé nó kêu con biết rồi mẹ, cứ để đó con làm cho. Cái mẹ của cái bé gửi câu chuyện này cho Bảo nè, ở nhà làm từ sáng tới chiều luôn mọi người. Tới cái lúc mà ba của cái bạn này từ cái chỗ làm sàn gạo của ổng mà về tới nhà luôn rồi, là lúc đó là chiều luôn rồi, vẫn không thấy con bé đó về. Làm tới chiều nhưng mà vẫn không thấy con bé đó về. Cái xong là mọi người nghĩ là chắc nó đi đâu chơi thôi, cho nên mọi người đợi cho tới tối luôn. Cái bắt đầu gia đình này tá hỏa, tại vì con bé này nó làm ở nhà này xong rồi nó ở nhà này luôn mà các bạn. Thì gia đình bên em mới tá hỏa, của các bạn gửi câu chuyện này cho Bảo tá hỏa quá mới đi tìm. Cái trên đường đi tìm á, cái xong rồi kêu những cái người trong làng trong xóm đi tìm hộ luôn, tìm hoài mà không tìm thấy con nhỏ đó đâu. Thì xong rồi mới gọi là thắp nhang xin gọi là những người khuất mại đây kiểu mà cảm thấy là bắt đầu tâm linh rồi đó, mới thắp nhang kêu là những người khuất mặt ở đây xin là nếu mà có giấu con bé thì hãy thả con bé ra để cho con bé về nhà, nó chưa có ăn với lại nó còn gia đình. Thì vừa thắp nhang xong là bắt đầu nghe ở trong bụi cây có tiếng lục bục, có tiếng xào xạc và có tiếng bước chân. Thì lát hồi người ta mới tiến lại gần bụi cây thì người ta mới thấy là cái con bé Thúy Hà nó nằm ở trong bụi cây á mọi người. Cái xong rồi con bé Thúy Hà nó kêu cứu quá trời luôn. Nó kêu cứu con với cô chú ơi, cứu con với cô chú ơi, cứu con với cô chú ơi. Cứ kêu vậy á mọi người, kiểu mà cái đám tre đó là nó thành một cục luôn mọi người. Là nó mọc san sát nhau thành một vòng tròn. Không hiểu lý do gì sao mà cái con Thúy Hà nó có thể chui được vô trong cái cây đó, trong cái gốc cây đó, mặc dù là kiếm hoài không có đường ra, không có đường vô. Thì lát hồi á, mấy cái người đó mới gọi là chặt bớt tre ra, còn cái cách là chặt bớt tre ra xong rồi cho nó chui ra thôi chứ cũng không còn cách nào khác nữa. Thì khi đi ra ngoài thì người ta mới hỏi cái con bé Thúy Hà này là ủa sao tự nhiên mày chui vô trong đó vậy. Còn cái ba mẹ của bạn gửi câu chuyện này cho Bảo mới kêu là sao kêu là đi đưa đồ ăn xong về mà đi đâu mà để chui vô bụi tre vậy.
Thì cái con bé này mới nói là hồi chiều á con đi hả đưa cơm cho chú, xong cái con đi ra con chơi với mấy bạn, chơi với mấy bạn một hồi á thì ba mẹ mấy bạn đuổi, thì hả con mới đi về, con tính đi về rồi, nhưng mà con đi ngang qua cái bụi tre này nè, tự nhiên con nghe có một cái tiếng nói: vào đây chơi với tụi mình đi cậu ơi, cậu vào đây chơi với tụi mình đi, ở trong này vui lắm nè, vào đây chơi với tụi mình đi, cậu vào đây chơi với tụi mình đi. Cái xong rồi á, như là một quán tính vậy đó mọi người, thì cái con bé đó bất chợt bước vào trong cái đống tre đó và nó ngất liệm cho tới khi mà mọi người tìm thấy nó. Người ta đồn á là ở trong cái bụi tre này nè, ngày xưa kiểu mà chiến tranh này nọ, cái hả con nít đó nó đi chơi á, xong rồi hả đánh bom á, cái xong rồi đánh kiểu mà đánh bom giặc á, nó đánh bom đại á, bọn Mỹ là bọn gì đó đánh bom đại á mọi người, cho nên chúng mấy cái đứa trẻ nó đang chơi ở ngoài đồng với nhau á, cái xong tụi nó chết chùm nguyên đám ở đó. Cái sau này mọc lên thành cái lũy tre thì nó thấy con nít là nó toàn rủ đi vô để hả chơi với tụi nó thôi, tại vì tụi nó thích có thêm bạn đó mà. Giờ mình sẽ kể câu chuyện tiếp theo, là cái câu chuyện này có tên, cái câu chuyện này á của một bạn gửi cho Bảo. Bạn đó xin phép được giấu tên nha mọi người, mình xin phép được đặt tên đi ha. Bạn Anh Thư đi nha. Rồi, ngày xưa lúc mà bạn Anh Thư còn nhỏ thì ba mẹ của bạn kiểu mà làm trong công ty á, cho nên cũng khá là bận, làm từ sáng cho tới tối luôn. Mà hả, cái ngày hôm đó là ba mẹ của bạn á phải làm cho tới qua ngày mai mới về được, mới để cái bạn Anh Thư này ở nhà của một cô hàng xóm. Thì cái cô hàng xóm đó cổ cũng là bạn của mẹ của bạn Anh Thư. Kiểu chỉ gửi bạn Anh Thư một ngày ở đó thôi, và qua ngày hôm sau lại rước bạn Anh Thư về để đi học đó mà, tại vì ngày hôm đó ba mẹ của bạn Anh Thư bận. Thì bạn Anh Thư ở đó từ chiều cho tới tối, mọi thứ nó rất là bình thường, tại vì bạn cũng biết cái cô hàng xóm này, tại vì lâu lâu mẹ của bạn với lại cái cô hàng xóm này cũng hay qua nhà nói chuyện tám với nhau đó mọi người. Kiểu nhiều chuyện này kia thì bạn ở với cô hàng xóm này cũng bình thường, không có gì cả. No problem. Don't mind. Bình thường thôi. Mãi cho tới khi tối thì mọi thứ nó mới bắt đầu xảy ra. Thì buổi tối hôm đó, bình thường á là bạn ngủ rất là sớm, nhưng không hiểu lý do tại sao mà ngày hôm đó bạn cứ trằn trọc hoài mà không ngủ được. Bên cạnh là cô hàng xóm, cũng là bạn của mẹ bạn, đã ngủ từ hồi nào mất rồi, bạn cứ nhắm mắt mà để đó. Bạn không nghĩ gì nhiều hết, bạn cứ cố gắng kiểu mà nằm nhắm mắt thì mình sẽ ngủ thôi, cứ nghĩ trong đầu là như vậy. Cho tới khi bạn nghe có một tiếng kéo ghế, bạn bất chợt mở mắt ra thì bạn không thấy gì cả. Nhưng tới khi mà bạn nhắm mắt lại, trong lúc mà bạn vô tình nhắm mắt thì bạn thấy có một người ngồi ngay cái bàn make up ở dưới chân giường của nhà cô hàng xóm. Thì khi mà bạn mở mắt to ra thì lại không thấy người đó. Nhưng nếu mà bạn hí mắt như vậy nè mọi người, thì bạn lại thấy người đó rất rõ. Bạn thấy cái cô đó đang chải tóc, vừa chải tóc mà vừa cầm một cái ô. Dáng người của cô ấy rất là thanh mảnh, nhưng mà bàn tay của cô ấy rất là gầy guộc. Bạn nhìn cô ấy một hồi thì bắt đầu cô ấy tiến lại gần bạn. Cô ấy đi đôi giày cao gót màu đỏ, mặc bộ váy màu đỏ, bước lại gần bạn Anh Thư từ từ và tiến lại gần giường của bạn. Cô ấy ngồi xuống. Bạn chợt mở mắt ra thì bạn lại không thấy cô ấy đâu cả. Nhưng nếu mà bạn hí mắt thì bạn lại thấy cô ấy rất rõ. Và rồi á, bạn thấy cái người phụ nữ mặc cái đầm đỏ đó đó đang vuốt nhẹ lên trên mặt của bạn. Sau đó cô ta áp mặt lại gần mặt của bạn. Bạn Anh Thư có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô ta. Mà quái lạ một chỗ
là dù bạn cố nhìn rõ cỡ nào đi chăng nữa thì bạn cũng không thấy rõ gương mặt của cô ta. Tất cả trước mặt bạn chỉ là một cái hố đen và không thể nào nhìn thấy mặt được. Bỗng chốc bạn nghe thấy giọng nói của cô ấy. Cô ấy nói là: "Mày là ai vậy? Mày là ai vậy? Ai cho mày vô đây? Ai cho mày vô đây? Nhà này là nhà của tao mà. Ai cho mày vô đây?" Sau khi mà cái bạn anh Thư, bạn nghe cô ấy nói xong á, thì bạn anh Thư này mới mở mắt to ra. Thì theo quán tính bạn biết rằng á, nếu mà mình mở mắt to ra thì mình sẽ không thấy cô ấy nữa. Nhưng nếu mà mình cứ hí mắt như vậy nè mọi người, thì mình sẽ thấy cô ấy. Cho nên bạn quyết định là mở mắt to ra để không còn thấy cô ấy nữa. Bạn ấy sau khi mà hả mở mắt rồi á, thì bạn ấy la lên rất là lớn. Bạn ấy thét lên: "Mình đâu có dám la lớn á mọi người, tại vì mình sợ là mọi người bể tiếng á, rồi mọi người lại lòi lờ chiến sĩ nữa đó nha mọi người." Thì cô ấy la lên, thì bỗng cái cô hàng xóm mới hả, cô hàng xóm đang ngủ vậy nè: "What the hell? Really nigga? Cái gì vậy con? Nửa đêm rồi, tao biết khuya rồi, con để cho con ngủ đi, con biết sáng giờ con mệt lắm không? Ngủ đi con." Cái xong rồi bạn mới kêu là: "Cô ơi, cô ơi, hồi nãy á, có cô nào á, cô lại kế con, cô lại ngồi kế con á cô. Cô kêu á, là cô không có muốn con ở đây. Cô ơi, cô không có muốn con ở đây." Cái xong rồi cô hàng xóm á, cô mới kêu á là: "Không sao đâu con." Nhưng mà cái vẻ mặt của cô, cái vẻ mặt của cô hàng xóm có lẽ như đã biết chuyện gì xảy ra. Và cô hàng xóm cố tình lờ đi cái câu chuyện đó. Cô nói là: Không sao đâu mà, chắc là sáng giờ con học nhiều quá con mệt." "Nè cô, nay chủ nhật học mẹ gì, mai thứ hai dậy mới đi học, nay chủ nhật học mẹ gì nữa cô. Cô vẫn mặt hả? Cô vẫn mặt hả? Sáng sớm sáng giờ học gì? Thứ bảy ta nghỉ thứ bảy chủ nhật, ta làm bài thứ bảy rồi, chủ nhật học gì nữa?" Cô nói là: "Thôi con cứ ngủ tiếp đi, không có gì đâu, ngủ đi, ngoan ngủ đi." Thế là bạn anh Thư thức tới sáng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục kể câu chuyện tiếp theo nha mọi người. Câu chuyện này là của một bạn đã gửi cho Bảo, và bạn đó cũng xin phép được giấu tên luôn nha mọi người. Để mình kiếm cái nhạc nha. Mình xin phép được đặt tên nha. Mình xin phép được đặt tên bạn đó tên là Đức Anh nha mọi người. Hello Đức Anh. "Không sao đâu, còn cầm dưa chuột đưa vào gì vậy má, thiệt luôn á. Đang livestream mà tự nhiên dâm vậy bà. Hết muốn lấy tên bà làm nhân vật luôn đó, đang livestream mà tự nhiên dâm." Đức Anh dâm. Đức Anh dâm. Không có dâm nha. Tự nhiên đưa dưa chuột vào mồm. Tự nhiên đang livestream cái tự nhiên thiên đường ẩm thực, cái tự nhiên cái dâm. Đức Anh nha. Tém lại. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy lời gì ghẻ mà thương BD. Ok, mình tiếp tục câu chuyện nha mọi người. Câu chuyện của bạn Đức Anh như sau. Hồi nhỏ, ba mẹ của bạn Đức Anh ly hôn, cho nên bạn Đức Anh phải ở với lại ba của mình. Các bạn cũng biết rồi đó, gà trống mà nuôi con á rất là khó. Cho nên á là hôm đó là bắt đầu vào hè, thì sau khi mà bạn Đức Anh bạn học xong rồi á, bạn nghỉ hè thì bạn phải ở nhà. Trong khi đó thì ba của bạn Đức Anh phải đi làm, không có thời gian chăm bạn Đức Anh. Cho nên là ba của bạn Đức Anh đã quyết định là gửi bạn Đức Anh về nội. Thì ban đầu bạn Đức Anh không có chịu đâu mọi người, tại vì bạn Đức Anh đã quen ở trên thành phố rồi. Bạn Đức Anh đã quen ngủ máy lạnh và nằm giường rồi, bạn Đức Anh đâu có quen ngủ mùng mà hả nằm phẳng đâu. Ban đầu bạn Đức Anh từ chối rất là dữ dội. Bạn Đức Anh kêu là: "Thôi con không có về quê đâu, con ở trong nhà cũng được mà ba." Sau một hồi ba của bạn khuyên bạn Đức Anh, thì bạn Đức Anh cũng đã quyết định về quê ở với ông bà nội hết hè rồi mới lên. Quê của bạn Đức Anh thì nghe đâu á là ở Đức Hải phải không mọi người? Các bạn có biết ở đâu là Đức Hải không? Mình không nhớ nữa, như trong chuyện đó là trong chuyện đó chính là hả
quê của bạn là hình như là ở Đức Hải á mọi người, hình như vậy. Bạn Đức Anh mới về quê ở với lại ông bà nội. Nói chung là ban đầu ở thì cũng hơi khó khăn chút xíu, tại vì hả bạn đâu có quen cái môi trường ở quê đâu. Nhưng mà do cái tính của bạn cũng hiếu kỳ, với lại hả bạn cũng dạng giống như là hiếu động á, cho nên là bạn đi vòng vòng ở dưới quê bạn để tìm hiểu xem coi á, là có gì chơi không. Mà các bạn biết á, ở dưới quê của bạn á, cách một cây số nó mới có khoảng 2-3 nhà dân, cho nên là con nít rất là ít. Bạn thì cũng không có nhiều bạn để học, nhiều bạn ở đó để chơi, cho nên là bạn có một mình à, cho nên bạn cũng rất là tủi thân. Cho nên là bạn Đức Anh bạn quyết định là bạn đi chơi với mấy con bò. Đó, bạn hả chơi, bạn ném đá vào mấy con bò rồi bạn bỏ chạy đó mọi người. Chơi cái trò chơi mà mất dạy dễ sợ luôn. Mấy con bò đứng kiểu như là khốn nạn quá rồi, con người khốn nạn. Kiểu giống vậy á mọi người. Chơi cái trò gì mà mất dạy, chơi cái trò gì mà hả cầm đá chọi đầu con bò là sao? May là con bò nó không có sừng đó. Không, con bò nó cũng có sừng mà sừng nó nhỏ. Mà mày thử mày chọc con trâu coi. May là mày chọc con bò nó hiền đó. Mày thử mày chọc con trâu coi. Nó hút mày lòi ruột đó Đức Anh à. Rồi, mình sẽ tiếp tục câu chuyện là như thế này. Thì vào một cái buổi tối ngày hôm đó, ông bà nội của bạn Đức Anh á thì đang ngủ ở ngoài phản ở nhà trước. Còn bạn Đức Anh á thì đang ngủ ở trong phòng. Khi mà bạn Đức Anh đang ngủ ở trong phòng á thì bạn đang á hả thì bạn nằm mùng. Ban đầu bạn không có quen, thì bạn bị mũi chích thì bạn khóc quá trời luôn, bạn cứ khóc lên vậy đó, tại vì ngứa xong gãi hoài, các bạn khó chịu bạn khóc. Thì sau đó thì ông nội của bạn phải hả vô trong đem nhang mũi vô để đốt cho bạn, để cho đỡ mũi. Nhưng mà thật sự là nhang mũi chứ mũi đốt là gì, mũi vẫn đốt nha mọi người. Cái xong là bạn cứ cố gắng nằm ngủ như vậy. Thì lát hồi bạn Đức Anh bạn mới nghe có một tiếng động nó như vậy. Sau một hồi á, thì bạn nghe rõ, thì bạn Đức Anh xác định là cái tiếng đó là cái tiếng nhai nhớp nhép của một ai đó đang ăn vội một cái gì đó. Thì bạn Đức Anh ngây ngô nghĩ là à, chắc là bà mình đói, cho nên là bà mình đi xuống dưới bếp, bà mình lấy đồ ăn. Cái xong rồi bạn Đức Anh, bạn sẵn cũng đang mắc vệ sinh, cho nên bạn mới hả bước xuống giường và đi ra phòng bếp. Bởi vì là phòng bếp thì nó cũng gần kế phòng vệ sinh, thì bạn đi cho đỡ sợ. Nhưng mà khi mà bạn Đức Anh vừa bước vào phòng bếp thì bạn thấy bóng của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó mặc một chiếc đầm màu trắng, tóc tai thì rủ rượi, nhưng mà quần áo thì rách nát. Là cái chiếc váy đó rách nát nha mọi người nha. Tự nhiên mình kể chiếc đầm màu trắng xong nó hồi tự nhiên quần áo rách nát. Cái xong rồi có đứa vô hả, nó chỉ trích mình. Thì bạn Đức Anh bạn mới thấy là cái người phụ nữ đó đang ăn, đang cầm cái nồi cơm á, đang vớt cái cơm thiêu á, đang vớt cái cơm thừa canh cạn á. Người phụ nữ đó đang cứ vớt vậy nè, vớt lên ăn, 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 ăn quá trời ăn luôn. Xong rồi á, thì lát hồi người phụ nữ đó quay qua, người phụ nữ đó cảm nhận giống như là có một ai đó đang nhìn người phụ nữ đó. Thì người phụ nữ đó mới quay qua và thấy bạn Đức Anh đang nhìn người phụ nữ đó. Thì một hồi sau thì người phụ nữ đó la lên. Thì sau khi mà người phụ nữ đó la lên rồi đó mọi người, thì bạn Đức Anh ngất xỉu. Và sáng ngày hôm sau thì bạn Đức Anh thấy là bạn Đức Anh đang nằm ở trên giường và chung quanh bạn Đức Anh là hàng xóm rất là đông. Hàng xóm đứng ngập trong nhà luôn. Thì xong rồi bạn Đức Anh mới hỏi là ủa, sao tự nhiên nhà của mình hôm nay mà đông quá vậy? Thì bắt đầu á, có một cái chị đó trong đám người đó mới kéo bạn Đức Anh ra ngoài để cho bạn Đức Anh uống nước. Xong rồi cái chị đó mới kể là ngày hôm qua, sau khi mà bạn bị nhập á, là kể là bạn Đức Anh bị nhập nha, là có một người khác nhập vô trong người của bạn Đức Anh. Thì bạn Đức Anh mới tiến lại cái chỗ ngủ của ông bà nội mình và kêu rằng đó là bà má con đau quá, bà má ơi con đau quá, bà má ơi, bà má cứu con với, bà má cứu con với, con đau quá bà má ơi. Lúc đó thì ông nội của bạn và bà nội của bạn mới giật mình dậy, kêu là Đức Anh, con nói cái gì vậy, con bị đau chỗ nào, sao đang ngủ mà tự nhiên đau, con té xuống giường hả, con bị đau chỗ nào vậy? Thì cái người đó mới nói lại với lại hả ông bà của bạn Đức Anh là con nè Thu nè, con là Thu nè,
Ba má ơi, con đau quá. Ba má ơi. Ba má, đào con lên đi ba má. Ba má đào con lên đi. Đừng có để con ở mộ nữa. Sao ba má không lên thăm con? Mộ của con bị hư hết trơn rồi. Mấy cái con quỷ ở trong, mấy cái con ma, mấy con quỷ ở trong á hả, nghĩa địa á, ăn hiếp con hoài à. Tụi nó chơi con nghèo, tụi nó không có chơi với con. Ngày nào tụi nó cũng qua mộ của con, tụi nó phá hết trơn á. Ba má ơi, ba má cứu con với. Ba má đào con lên đi, đừng có để con ở đó nữa. Đừng có để con một mình, ba má đừng có bỏ con. Cái xong rồi á, thì ông bà nội của bạn Đức Anh mới xác định đây là đứa con gái út của ông bà. Thì cái cô này tên là Thu. Cái cô này á hả, tội lắm các bạn, là năm 18 tuổi cái cô này bị tai nạn giao thông chết. Mà cái ông mà lái xe á, là kiểu mà cái ông mà lái xe ben là lái xe tải hay gì đó, ổng cán cái cô Thu này. Xong rồi ổng để ý ổng không thấy ai nữa, ổng không thấy ai ngoài đường á, thì ổng lùi xe lại, ổng cán lại một lần nữa để cho cô Thu chết hẳn luôn. Rồi xong ổng bỏ chạy, thì ổng không ai, lúc đó là không ai bắt được ổng hết trơn luôn, không biết ổng là ai để bắt luôn. Thì thường thường á là nói như vậy chứ không biết là có thiệt hay không, nhưng mà giang hồ đồn cũng nhiều, đó chính là thường mà mấy cái người tài xế mà lái xe tải mà lớn này kia mà lỡ cán người mà cái người đó vẫn còn sống nha, là người ta sẽ cố tình cán làm sao cho cái người đó chết. Bởi vì nếu mà cái người còn sống mà còn kiểu mà sống mà kiểu mà giống như lạc lìa đời, là lúc nào người ta cũng phải nuôi người đó hết trơn á. Còn nếu mà người ta chết rồi, người ta đời là đời một lần thôi đó. Thì cái cô Thu này cổ chết rồi, chết lúc 18 tuổi mà còn trinh nha mọi người, còn trinh mà hả, chết lúc trẻ nữa, cho nên là các oan hồn của cổ hả không có siêu thoát, nó cứ luẩn quẩn vậy đó, cổ không có siêu thoát được. Với lại là gia đình đem cổ đi chôn, mà cái ông bà nội mới nói với lại cái cô Thu đang nhập vào người bạn Đức Anh mới kêu là trời đất ơi là trời, ba má biết bao nhiêu là việc, ba má bận từ sáng tới tối, mà cái nghĩa địa đó thì nó ở tận tới 5 cây số, sao mà ba má có thể lên thăm con thường xuyên được, con thông cảm cho ba má đi. Thì cái cô này cũng mới kêu á là vậy á thì ba má đào con lên đi, rồi xong đem cốt của con vô trong chùa đi, chứ con không có ở nghĩa địa nữa đâu. Ở đó mấy con quỷ nó ăn hiếp con hoài à, ba má cúng cái gì là tụi nó lấy, tụi nó không để lại cho con. Ba má đem con vô chùa nha, ba má đem con về nha, con sợ lắm, con đau lắm, ba má ơi. Cái xong rồi, sau khi mà kể cái câu chuyện đó xong á, thì cái chị mà đang nói chuyện, đang kể lại cho cái bạn Đức Anh nghe, thì chị nói là sáng nay ông bà nội của em đã đi lên nghĩa địa và đem hài cốt của cô Thu, tức là dì út của em, tức là dì quan này, ông bà nội cô út hả, đem hài cốt của cô út của em đi lên chùa rồi. Thì sau khi kể câu chuyện đó xong á mọi người, thì bạn cũng rất là consider cái việc là có nên ở lại hay không. Có nên ở lại hay không, tại vì rất là sợ. Thường á là những người trong nhà rất là dễ mượn xác nhau để nói chuyện. Bạn không biết rằng liệu nó có lặp lại cái điều này nữa hay không á, cho nên là bạn cũng tính gọi điện thoại cho ba bạn đi kêu chở bạn về, chứ bạn sợ quá trời rồi mọi người, sợ quá trời sợ luôn. Cái nhưng mà bạn vẫn quyết định ở lại cho hết hè, bởi vì dù gì ông bà nội cũng rất là thương bạn và chu đáo với bạn á. Vậy á, rồi bây giờ mình sẽ tới một cái câu chuyện tiếp theo nha mọi người. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cuộc nói chuyện của cái cô Thu với lại ông bà nội của bạn Đức Anh nó rất là dài, nó còn một cái nữa nè, mà nghe tội lắm, thôi bây giờ mình thoại lại cho các bạn nghe nha. Thì cô Thu cô có nói với lại ông bà nội là gì nè: ba má ơi, ba má nhớ là ngày mai á đốt cho con thêm mấy bộ đồ nữa nha. Từ cái lúc mà con chết á, con chỉ có một cái đầm mà con mặc hồi hôm mà con chết thôi. Ba má đốt cho con thêm mấy bộ đồ nữa nha.
chứ con không có đồ mặc. Ba má nhớ nha. Đó vậy đó mọi người. Mình kể cho hết đúng không? Mình kể cho hết đúng không? Kể thiếu mất công. Rồi cái cô này nè. Đây cái câu chuyện này cũng khốn nạn lắm nè mọi người. Chuyện này khốn nạn nè. Cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo tên là Luân nha mọi người. Có ba khu. Quê bạn này có ba khu đúng không? Rồi, nhớ rồi. Dân tổ. Ôi giờ tao thích bỏ gờ vô đấy rồi sao nào? Thích gì nào? À thế à? À thế sao mà à? Bảo dân tổ nha mọi người, Bảo dân tổ. Thì kiểu giờ mình kẹp mọi người muốn nghe câu chuyện của anh Bảo dân tổ không? Rồi mọi người nghe chuyện ma nha. Thì cái câu chuyện là như thế này, mình ra Hà Nội thì mình chạy xe trên đường thì hay có những cái thành phần mà các bạn hiểu cái kiểu mà nó quẹo mà nó bạc ngang đầu mình. Những thành phần mà xe đạp điện đó mọi người. Những cô cậu chú bé học sinh xe đạp điện nha, cũng bạc luôn, cũng tát bát đầu xe mình. Kiểu mình đang đi bình thường có đứa nó quẹo ngang qua. Ôi trời đất ơi mai phục. Ôi trời đất ơi, cứu cha mẹ ơi. Trời ơi, nó chớ chiêu vậy đó mấy bà. Nó chớ chiêu vậy đó. Nó tạt đầu mình. Rồi hả, mấy thằng xe không, có mấy thằng đại chạy xe không đội mũ bảo hiểm, nó móc đầu, nó quẹo đầu mình. Mình không hiểu sao mình đang kiểu mà các bạn chỉ cần đi giữa đường thôi, lâu lâu nó sẽ có một đứa tạt đầu các bạn mà các bạn không thể nào mà lường trước được luôn cái bước nước đi của tụi nó. Cái xong rồi hả, mình ở ngày đầu mình thấy vậy, cái sang ngày thứ hai mình vừa chửi thằng kia, nó tức thằng này ghê, không biết đi cái kiểu gì vậy đó, nói tiếng trước tiếng sau là mình lượng y chang thằng đó luôn. Bên anh bạn mình hết hồn, nói tiếng trước tiếng sau là mình lượng y chang thằng đó luôn mọi người. Mất nết ghê vậy đó. Thôi mình kể tiếp câu chuyện của bạn tên Luân nha. Chuyện là vậy, ở dưới quê của bạn Luân này á, nó chia làm ba khu, thì khu 1, khu 2 và khu 3 đó mọi người. Thì cái khu mà của bạn Luân ở là khu 2. Ở cái khu 2 đó thì có một cái bà Tư. Bà Tư này người ta hay gọi bả là bà Tư Lũi. Thì cái bà Tư Lũi, lý do tại sao bả lại tên là Tư Lũi, bởi vì là bả già rồi mà bả có mình ơn à. Không chồng cũng không con, cũng không có người thân luôn, mà bả ở có một mình à, tội lắm. Cho nên là tất cả mọi người gọi bả là bà Tư Lũi, có nghĩa là lũi thủi một mình đó mọi người. Ở đây ai chưa có bồ ạ? Ở đây ai còn ế giơ tay lên nha mọi người. Nếu mà các bạn ế mà các bạn có một mình á thì các bạn tự ghép cái chữ lũi sau tên mình nha. Thí dụ như là Quỳnh Lũi nè, Minh là Minh Nụi, Minh Lũi nè, Ngô Dương là Ngô Dương Lũi nè, là lũi thủi một mình đó mọi người. Cái lũi đó có kiểu mà bà này bà tên là bà Tư Lũi nha. Thì cái chuyện là như thế này. Cái chuyện này nó xảy ra với cái nhà kế bên của bà Tư Lũi chứ không phải là bà Tư Lũi. Cái chuyện này xảy ra ở nhà kế bên của bà Tư Lũi chứ không phải là bà gặp. Mất dạy. Kể một hồi người ta tập trung bà Tư Lũi, bà Tư Lũi, bà Tư Lũi, lát hồi có câu chuyện xảy ra nhà kế bên bà. Rồi ok, chuyện là vậy. Có một cái gia đình kế bên nhà bà Tư Lũi. Mình xin phép được đặt tên đi ha. Có cái cô kia, cổ tên là cô Tuyết Xuân. Cô đó tên là cô Xuân đi, cô Xuân. Thì cô Xuân á, có một người con tên là Thanh. Thì cái con nhỏ đó là nó là con gái nhưng mà nó men như là đàn ông vậy đó mọi người. Con bé đó, cái tánh của con bé Thanh đó thì nó như là đàn ông vậy đó mọi người. Thiếu điều là nó để ngực trần, nó chơi bắn bi thôi đó mọi người. Thiếu điều là vậy mà nó rất là men. Nó rất là men. Con Thanh đó kiểu mà giống như là từ nhỏ ai cũng nói là, từ nhỏ mà ai gặp con Thanh á cũng nói là con nhỏ này nè mốt lớn lên có tương lai lắm nha, sau này thế nào cũng trở thành ô môi à. Đó là những gì mà người ta nói về con nhỏ Thanh là con của bà Xuân. Thì cái ngày hôm đó là một buổi tối cúp điện, không có điện, thì con Thanh nó mới rủ những cái đứa trong xóm đi chơi. Thì con bé này tự nhiên nó nổi hứng lên. Nó mới kể chuyện tâm linh, nó kể chuyện ma. Thì kiểu mà nguyên một đám nó ngồi ngay cục điện rồi xong rồi quay quanh kể đứa này, đứa nào có chuyện ma thì đứa đó kể kiểu như vậy. Đứa nào có chuyện ma thì đứa đó kể. Thì kể một hồi á thì kể một hồi thì
cái bạn mà gửi câu chuyện này cho Bảo nè mới nói với lại cái con cái con bé Thanh, với nó không phải nói với con bé Thanh mà cái bạn nó nói là thôi tối rồi đừng có kể mấy cái chuyện này không có nên. Thì cái con bé Thanh nó mới kêu trời đất mẹ ơi, kể thì kể cho vui thôi chứ trên đời này làm gì có ma quỷ mày ơi. Đó, mấy cái đứa mà bắt đầu nói câu đó là bắt đầu gặp ma nha. Tao để ý chuyện nào mà tao kể mấy cái đứa nào mà bắt đầu nói câu đó là bắt đầu gặp ma. Con bé, nguyên văn con bé Thanh là vậy nè: trời đất ơi, kể là kể cho vui thôi chứ trên đời này làm gì có ma. Thiệt luôn á. Bây giờ tao nói thiệt cho mày nghe nha, tao mà gặp ma là tao chở con ma đi chơi luôn á. Chứ đó, có gì đâu sợ. Đúng mày nhắc cái bị đê, bị đê. Ủa tự nhiên mắc gì? Người ta có thờ có thiên, còn mày có duyên chết liền con điên. Người ta có thờ có thiên, có kiên có lành, tự nhiên người ta hả, tâm linh người ta thờ, người ta kiên cử, cái tự nhiên kêu ta bê đê. Ủa mắc gì? Ủa bộ không dám nghe chuyện ma là bê đê hả? Trời đất ơi, chốc quốc cho mày có bầu luôn, quá tức ghê. Kiểu bạn nó kiểu như vậy. Thì cái con nó mạnh miệng lắm. Nói chung là con nó chửi lùm lùm lá trơn. Nói chung là nó nói là nó không sợ đó. Nó không sợ. Gọi là giống như là nó thách thức ma luôn. Nó thách thức vong linh luôn á mọi người. Xong rồi thì qua ngày hôm sau thì mấy cái bạn này mới đi học bình thường. Mà các bạn biết không, cái khu của mấy bạn này ở lại là khu đạo Thiên Chúa. Cái khu của mấy bạn này ở là khu đạo Thiên Chúa thì người ta cũng không có tin vào ma quỷ nhiều đâu. Người chỉ ta chỉ tin vào những cái gì mà người ta muốn tin thôi. Mà ở ngay cái xóm của bạn á, nó có một cái tập tục, đó chính là nếu như mà ai chết ấy, nếu như mà trong xóm có người chết nha, thì rung chuông 7 tiếng là trai, mà rung chuông 9 tiếng là gái. Là người chết đó là trai hay gái là tùy theo cái số tiếng chuông 7 hoặc 9. Đang ngồi học như vậy, thì tự nhiên mới vô trong trường, mới vô ngồi học, bạn Luân gửi câu chuyện này cho Bảo nè, mới nghe có 9 tiếng chuông, là có nghĩa là trong xóm mới vừa có người mất, mà cái người đó là người con gái. Má kể mà ớn da gà luôn nè mọi người, sợ. Sau khi á, mà bạn Luân này nè, bạn đi về thì bạn mới hay cái tin, đó chính là con bé Thanh nó chết rồi. Bạn ngỡ ngàng luôn á mọi người. Ngày hôm qua rõ ràng là con bé Thanh nó còn nói chuyện với mình, mà tự nhiên sáng nay là con bé Thanh nó chết rồi. Người ta nói á là nó bị cán, nó bị tông xe ở ngoài cột điện kia kìa, cái chỗ mà tối hôm qua tụi mình kể chuyện ma đó. Sáng sớm nay nó đi học, nó đi ngang cái chỗ đó, nó bị ông kia tông vào cục điện, chết rồi. Còn cái ông đó đó thì ổng nhập viện rồi. Thì bắt đầu đám ma của cái con Thanh này nó mới diễn ra. Thì thường á là đám ma của ai đó đốt hết tất cả những vật dụng, quần áo của cái người đó. Thì bà Xuân là mẹ của con Thanh, bà cũng đem hết tất cả các đồ vật của con bà đem đi đốt. Sau cái đám ma nó diễn ra xong mà cũng đốt hết quần áo xong, bà mới kiểu mà về nhà dọn đồ. Con bà chết mà bà vẫn rất buồn. Nhưng mà tự nhiên bà mới phát hiện là vẫn còn hai bộ đồ ngủ của con bé Thanh. Nha. Thì bà Xuân, mẹ của con Thanh mới thấy tiếc quá đi, tại vì hai bộ đồ này còn mới, mà con Thanh nó mới mặc có mấy lần à. Mà con Thanh nó giữ kỹ lắm, tại vì nó thích hai cái bộ đồ này lắm, cho nên nó giữ kỹ lắm. Cho nên lúc mà đem chôn nó với lại đem hỏa thiêu quần áo của nó thì mới bị chừa lại hai cái bộ này, bởi vì là hai cái bộ này là con bé Thanh nó giữ kỹ quá. Tự nhiên mình đang kể cái chuyện mà có người chết là nghe tiếng chuông, tự nhiên giờ có tiếng chuông trong nhà sợ vãi. Mình kể tiếp nha. Bà Xuân bà thấy tiếc cho nên bà mới đem hai bộ đồ này
qua cho bà Tư lũi. Cái này mới vô bà nè, cái này mới vô bà lũi nè. Đó. Thì bà đem hai cái bộ đồ của con gái bà đem qua cho bà lũi. Tại vì bà lũi ở có một mình nè, mà bà lũi bà cũng thiếu thốn nhiều thứ lắm. Cho nên là thôi, dù gì đồ còn mới, bây giờ mà đem đốt thì uổng. Cho nên là cho bà Tư lũi luôn. Thì bà Tư lũi bà thấy đẹp, bà vui, bà nhận thôi. Bà đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu mọi người. Trời đất ơi, đồ đẹp quá nè. Ôi trời đất ơi chị, trời cảm ơn nhiều nha. Ôi trời đất ơi, nhận nè. Trời đất ơi, đem về nhà thử nè, ướm thử nè. Trời ơi, vừa nhận đồ xong là cái ngày hôm đó, buổi tối hôm đó, bà Tư lũi bà mặc vô liền. Mà bà mặc đi ngủ, thì đó là đồ bộ ở nhà mà, cho nên phải mặc đi ngủ thôi đúng không cả nhà yêu. Thì đêm đó bà đang ngủ, thì tự nhiên mọi thứ đang yên ắng, chợt có một tiếng hét thất thanh từ nhà bà Tư lũi. Mọi người mới bắt đầu chạy ùa vào nhà bà Tư lũi xem coi có chuyện gì xảy ra. Mọi người đang thấy bà Tư lũi đang ngồi nép vào trong một góc ở trong góc phòng. Bà lấy tay che mặt như vậy nè mọi người. Bà cứ kêu là đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây, tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra đi. Không có lấy gì của mấy người đâu, đừng có lại đây, tránh xa tôi ra đi. Cái xong rồi á thì mọi người mới chạy lại chỗ bà Tư lũi và trấn an bà, kêu là có chuyện gì vậy bà Tư, có chuyện gì vậy, bà bị cái gì đó. Thì bà Tư lũi bắt đây, mọi cứu tôi với, cứu tôi với. Hồi nãy á, lúc mà tôi đang ngủ, tự nhiên tôi thấy có một người nhào đè lên người của tôi, nhúng nhấp lộn, không phải, có một người đè lên người của tôi, xong rồi bóp cổ tôi, rồi nói cái gì đó. Đồ này là đồ của con mà, sao bà lấy đồ của con mà, bà trả đồ lại cho con đi. Đồ này là đồ của con còn không dám mặc nữa. Ai cho bà mặc, ai cho bà lấy đồ của con? Con đã để nó trong tủ rồi mà. Ai cho bà lôi ra, ai cho bà lấy đồ của con? Bà ăn cắp đồ con hả? Bà trả lại đây, bà trả lại đây đi. Sau đó thì có một cái ông kia, ông ở trong xóm. Thì ông này á, ông thấy được ma. Và cũng ít người biết rằng ông có cái khả năng là thấy được ma á mọi người. Cho nên là ổng mới lại, ổng mới nói với bà Tư là không có sao đâu, chắc là bà tuổi già sức yếu rồi, cho nên á bà mới nhìn lộn đó, chứ làm gì mà có cái gì đâu. Nhưng thiệt ra thì á, ông Hải kể mà ớn nha gà, thiệt ra lúc mà ổng nói cái câu đó xong á, là ổng đã thấy cái con bé Thanh á, nó đang đứng kế và nó đang trợn mắt lên nhìn bà như vậy nè. Cái kiểu của nó giống như là tao nói tới như vậy rồi vẫn không chịu cởi cái bộ đồ ra nữa, tao tức dễ sợ luôn. Nó cái kiểu của con bé là giống vậy. Cái kiểu của con bé đứng nó biết cái kiểu má tao nói tới như vậy luôn mà vẫn không chịu cởi cái bộ đồ ra, sao nó lì quá vậy. Cái xong rồi á, cái ông Hải này á, ổng mới giả bộ là làm đổ nước lên trên người của cái bà Tư lũi. Rồi ổng kêu, ổng kiểu như vậy nè, chết rồi, chị bị ướt rồi, thôi chị vô chị thay đồ đi. Thì trong cái lúc mà bà thay đồ, bà cởi cái bộ đồ đó ra, thì cái ông Hải này, ổng mới đem cái bộ đồ đó đi ra ngoài. Thì ổng mới nói chuyện với lại cái con bé Thanh, ổng kêu là dù gì á, thì bà Tư lũi bà cũng lớn tuổi, bà đáng tuổi bà của cháu chứ không phải là tuổi mẹ của cháu nữa. Tự nhiên cháu hù bả như vậy, rồi lỡ mà bả chết á, tự nhiên mà mày hù bả như vậy á, mà lỡ mà bả chết á, là mày không có siêu thoát được đâu đó nha con. Mày dại lắm, có một bộ đồ thôi, không có đáng bao nhiêu hết, mà mày cũng để hại cho cái thân của mày, thiệt tình. Cái xong rồi á, cái con bé Thanh nó mới kêu, không chịu. Cái con bé Thanh nó mới kêu là, không chịu. Dù gì thì cái đồ này cũng là đồ của người ta mà, tự nhiên lấy làm gì, tự đi mua đồ mà mặc đi. Xong rồi á, thì cái ông Hải này á, ổng mới chạy qua nhà của bà Xuân, là mẹ của con Thanh. Ổng mới kêu là có phải là bà đem đồ của con Thanh bà đem cho bà Tư lũi không.
Thì cái cô Xuân cô mới kêu là ừ đúng rồi, tôi đem đồ của con bé Thanh qua cho bà Tư Lũi, dù gì thì cái đồ nó cũng còn mới, mà bây giờ bỏ thì uổng quá, cho nên tôi mới thấy tiếc, tôi mới đem cho bà, dù gì bà cũng không có nhiều đồ. Cái xong rồi ông Hải mới kêu là mẹ đét ơi, tại vì bà làm như vậy đó cho nên mà Tư Lũi á, bà xem hú tìm mà bà chết đó. Thì cái cô Xuân cũng mới hỏi là sao chết, tôi có làm gì đâu, tôi cho bà bộ đồ thôi mà. Thì cái ông Hải mới kêu là mẹ đét ơi, con gái của bà đó nó hiện hồn về nó đòi cái bộ đồ. Trời ơi, bà Tư Lũi bà sốc tâm lý mà bà nằm bà co rút, là tôi mà không chứng an bà là chắc bà uống tim mà chết rồi. Bà đó thắp nhang kêu con bé đừng có quậy nữa, con gái con lứa cái gì lúc còn sống đã hổ báo cáo chồn giang hồ, bây giờ chết vẫn giang hồ. Bé này mà nó kiểu mà nó sống tới lớn là chắc nó làm giang hồ chứ nó không làm được cái nghề gì nữa đâu, kiểu vậy á mọi người. Cái xong rồi hả, cái bà Xuân á, bà mới phải gọi là giống như là thắp nhang để gọi là nói chuyện với lại cái con bé Thanh, kêu là thôi mẹ lỡ, mẹ lỡ là mẹ đem cho mẹ lỡ mẹ đem cho bà Thanh, mẹ lỡ mẹ đem cho hả bà Tư, con đừng có hù bà Tư nha, bà Tư bà sợ bà già rồi, con đừng có hù bà. Thì sau khi mà này kia xong thì con bé trả lại đồ con bé là thôi, đốt đồ xuống cho nó, nhỏ hết giận, nhỏ coi vậy chứ tánh nó đàn ông cho nên dễ giận mà dễ huề lắm mọi người, dễ giận mà dễ huề lắm chứ không có gì hết trơn á mọi người. Rồi thì cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết livestream này nha mọi người. Thì hẹn mọi người vào thứ sáu tuần sau vào lúc 9 giờ tối nha. Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bảo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh nha. Kudaba kudo.